bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Hôm nay là chúng ta là cập nhật sớm nhá. Bây giờ là tình hình chiến sự đó các bạn nhé. Hôm nay từ sáng đến giờ là cũng đánh nhau khá đấy các bạn. Cho nên là tôi phải cập nhật ngay, chứ thì nó bị lỗi thời. Ít nhất cũng phải là nhanh nhất so với tất cả, chứ còn không thể đứng thứ nhì được. Và cố gắng như thế thôi. Chứ còn nếu mà tự nhiên ngủ dậy mà muộn một cái là có khi thành về nhì mất. Thế thì cũng trước khi vào thì tôi cũng giao lưu với các bạn một tí, chứ chủ yếu giao lưu chứ còn đánh đấm thì các bạn xem ở đây cũng có đánh đấm cả thôi. Tôi đọc một cái tin của bạn Sinh Nguyễn này, có thể làm tôi rất là hồi hộp, động lực luôn. Bạn ghi thế này, tôi đọc cho các bạn nghe. Anh Dũng nói đúng, phản công thiệt rồi, chứ không phải như các kênh khác là không biết như thế nào. Chắc có lẽ trí tuệ là ở chỗ đó đấy. Anh Dũng có trách nhiệm với nhận định của mình, như việc trùm tình báo UGA, không phải như các kênh khác nói trước quên sau. Đấy. Các bạn bảo khán thính giả nói thế làm sao mà tôi không có động lực được chứ. Nếu mà họ không biết hoặc là sau mất vài ngày thì coi như thì bình luận các cái sự kiện đó như thế nào mà chưa được. Tôi nghĩ tôi không thể bình luận kiểu đấy được. Các bạn nhé, tôi không có nói xấu ai, đây là khán giả nói này. Đấy, rất là khó nghĩ. Bây giờ mà người ta chết rồi mà cứ bảo người ta đang ra lệnh cái nọ, người ta đang ra lệnh cái kia thì có ấy không? Linh thiêng quá. Hoặc là coi như là các cái sự kiện khác, đây là người sống người chết tôi không nói, kể cả các cái sự kiện người ta đánh, thậm chí bây giờ người ta tôi nói thế là đánh được rồi, nó chiếm được rồi, xong thế mình nói chiếm được, thế là hai ngày sau thế là nó lại là người ta đánh bật nó ra khỏi chỗ đấy, nó lại về vị trí cũ, thế thì nó lại về vị trí cũ, thế là cái người khác, cái kênh khác lại nói là đâu người ta vẫn ở vị trí cũ đấy mà, thì các bạn ý tôi nói các bạn thấy không, tức nó thay đổi từ ngày từng giờ mà mình là cứ đụng đỉnh mấy ngày thì thôi xong rồi. Có khi đánh về lại vị trí cũ rồi, mày tấn công cũng được, tao cho mày về lại về nhà nghỉ ngơi thì lại bảo là nó đã đánh đâu, nó vẫn ở nhà. Cho nên là người ta gọi là thời sự thì nó phải là hot. Rồi tôi cũng nói là có một bạn thì nói là dạy bài hát chịu đó hoa đồng. Đấy, coi như Milan Aleros thì các bạn. Nhưng mà có cái là bây giờ tôi mà bật kiểu này mà có cái tôi ngủ tôi cũng có thời gian ngủ đấy các bạn. Cứ chập chờ chờn cứ nhìn điện thoại xem nó có cái gì nó mới không, xem tin tức gì mới không, rồi cái là mình phải vùng dậy mình làm ngay. Cho nên bây giờ mà ngồi mà hát hò thì có mà được thư giãn thì không có thời gian rồi. Vậy tôi cũng nói với các bạn mới vào kênh mình đấy mà. Cái kênh mình ấy thì nói chung thì cũng tương đối ok. Cho nên là các bạn vào xem nhiều và cũng là động viên và khen ngợi nhiều. Nhưng mà có cái chê mình ở cái chỗ là cái giọng. Tôi xin lỗi các bạn cũ nhé. Nghe cái này các bạn nghe hoài này. Đây là cái giọng thì nó ồn ồn như thế này đây. Đấy, có nhiều người thì mới đầu không nghe được, nhưng bây giờ bảo là cũng nghiện cái giọng này. Rồi có người bảo là nghe quen thì cũng chả vấn đề gì. Rồi còn cái tiếng âm thanh ấy, thì tôi cũng nói là tôi mua cái micro rồi, nhưng mà cũng không biết sử dụng, hay là một là không biết sử dụng, hai là nó cái dạng này là cái dạng thế nào đấy thì nó vẫn có tiếng rồ, tiếng rè gì đó. Thì đúng là đấy là hai cái nhược điểm của tôi đấy, thì coi như là gọi nhược điểm cố hữu. Nhưng mà tôi thì tôi tập trung vào cái nội dung là chính, chứ còn nhiều người nói thì các cái quãng này không quan trọng đâu. Thì tôi sẽ đầu tư sau, sẽ tức là nâng cấp sau thì các bạn chưa bây giờ nữa, không có thời gian nữa. Rồi cho nên các bạn mà quay điện thoại cố gắng là quay ngang cái điện thoại nhìn cho nó to, tại vì cái hình đấy rất là bé, các cái biên giới ranh giới rất là bé. Cho nên là các bạn quay ngang nó ra, rồi và đừng có để vào tai như nói điện thoại, để sát vào tai nói điện thoại là rồ lắm. Chứ các bạn đừng cho cái chỗ mà các cái giác cắm này các bạn coi như cho nó đứng, tức là cái giác cắm là nó nhìn xuống đất ấy, chứ nó đừng có nhìn thẳng vào mặt bạn các bạn thì nó sẽ rất là ồn. Đấy. Thôi thì phải chiêu bài thế thôi, thì có sao dùng vậy đấy, thì mình cứ để thẳng cái điện thoại lên hoặc để ngang điện thoại. Nôm na là cái giác cắm là nó không có đi thẳng vào tai mà đi nằm ngang hoặc nằm dọc xuống thì các bạn nghe nó vẫn ổn lắm. Thì cố gắng vậy thôi các bạn nhá. Hôm nay tin cũng hay đây. Bây giờ chúng ta nói về cái lại quay trở lại. Hôm nay đúng ra là tôi làm cái ý thứ hai đây, nhưng mà vì cái này nó hot hơn thì tôi lại làm cái này. Có thể chiều tối tôi sẽ làm cái khác. Cái tình hình này nó mới xảy ra cái lúc tức là sáng nay các bạn nhá. Sáng nay là kết thúc lúc 9 giờ sáng, tức là cộng thêm 4 tiếng là ra giờ của mình. 9 cộng 4 là mấy? 13 giờ, tức là 1 giờ chiều. Mà bây giờ của giờ của tôi bây giờ là 4 giờ, tức là tôi nhận, tức là cái cuộc chiến này, cái cuộc đấu súng này nó mới diễn ra cách đây 3 tiếng rồi. Đấy, nộp nà thì các bạn nhé, còn nó đến các bạn là 5 hay 6 giờ thì tôi cũng biết, nhưng mà tôi bây giờ là 4 giờ, mà kết thúc là bên 4 giờ là 16 giờ, nó kết thúc lúc 12 giờ, nhưng mà nó là cách 4 tiếng nữa, thì là tầm khoảng 8-9 giờ giờ địa phương. Nộp nà đấy đi, 9 giờ sáng giờ địa phương là cái thông tin này là update lên này.
đấy thì là coi như nó mất 3 tiếng nữa là chúng ta nghe luôn đây. Thế còn đến các bạn nữa thì có thể 5-7 tiếng, thì cái đấy tôi cũng không có biết lắm. Nhiều bạn mà coi như đến tối rồi ra xem thì nó thành tới 10 tiếng, thì các bạn hiểu ý không? Thế tôi là tôi định nói là cái ngày hôm nay là tôi định nói cái chỗ này này các bạn này, đấy đang có vấn đề này, nó ảnh hưởng đến Nga trực tiếp luôn đây đấy. Là các bạn cái gì thôi tôi cũng không dám hứa trước, bởi vì hứa trước như cái hôm qua đấy là cái nói là bỏ túi nửa nửa cái châu Âu đó, là coi như là cuối cùng không không đến được các bạn, thì thành ra nó hứa suông, thành ra là không 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 hay. Cho nên là nhưng mà tôi sẽ làm cái này, nhưng mà hôm nay thì nó có thêm cái thông tin mới đây, thì ta làm cái thông tin mới để các bạn nhé. Bây giờ chúng ta vào thẳng luôn chiến trường. Thì hồi sáng là nó nằm ở đây, các bạn nào buổi sáng chưa xem rồi coi như bây giờ lại xem nữa thì lại thành ra nó khác mất rồi. Đấy, đây là cái khu vực thế này, chúng ta đi lại một tí thôi các bạn nhé, đi chịu khó. Rồi đây là Vuleda. Đấy, cái chỗ này mà hồi xưa mà chúng ta hay nói đánh thẳng xuống dưới này đấy, đây là chia cắt đấy, đây là Mariupol, là coi như cái cảng mà coi như là thương mại chở sắt chở thép các loại, Azov và giết ở đây đây, ở đây cảng Berian là coi như cảng quân sự, tàu bè quân sự ở đây, cái mà nó cứ hay có cái mỏm mỏm ra này là thường thường nó các cái cầu tàu với lại nó để che chắn tàu đấy các bạn, đây này các cái mỏm mỏm nhất là bên Sevastopol thế. Và Melitopol là coi như gần như là cái thành phố là coi như là trung tâm ở của Zaporizhia, thua cái gọi là cái thủ phủ thì nằm bên kia rồi. Thế thì cái khu vực này nó sẽ là cái khu vực có thể nói là đầu tiên của vấn đề tổng phản công, như chúng ta đã từng nói, đánh đây rồi sau đó mới đánh bên này, và cuối cùng là kết thúc là dưới Crimea. Quyết chiến chiến lược, trận chiến cuối cùng nó sẽ là Crimea, họ lấy lại Crimea thôi. Cho mấy chỗ này nhưng mà đã lấy được Crimea thì đương nhiên lấy được cái này, nó liên cư liên địa hết với nhau, còn bên này biển đằng phía dưới cũng biển luôn, thì coi như đã lấy được chỗ này là lấy được hết. Cho nên là nổ phát súng đầu tiên thì đúng như dự đoán, tức là họ nói cả mấy tháng nay là coi như là bây giờ là cuối cùng là đã có và tại đây. Thế thì sáng nay có nhiều người nói là thành công hay không thành công, nhưng mà đối với Ukraine thế thì thành công rồi các bạn. Tí nữa các bạn xem bản đồ là nó phải không phải như thế này nữa đâu. Đấy, tôi bây giờ tôi cứ vào cái bản đồ này cho các bạn thấy này, cho nên là nó thành công đấy. Đấy, nó bẹp bẹp như thế này này các bạn này. Thấy không? Các bạn thấy nó bằng này rồi, thấy không? Nó chỉ có lồi một tí thôi, thì bây giờ là buổi sáng là tôi mới nói là coi như là khéo là nó làm bằng luôn cái này, coi như nó thẳng luôn thế này. Đấy, nhớ các bạn nhớ. Đấy, tôi kẻ một cái đường thẳng này qua Vuleda này. Thế là các chỗ này nó đánh xuống. Thế là nó đánh xuống hết. Cái chỗ hồi sáng là đánh mấy cái chỗ này được không nói rồi, nhưng mà thì các chỗ này luôn để nó cào bằng, nó đánh tức là lấn dần đấy các bạn. Lấn dần. Nó là như vậy đấy, cho nên là khi mà các bạn thấy nó bằng như thế này là tí để chúng ta qua cái bên vào trực tiếp trong này, chúng ta sẽ thấy là nó không phải là bằng nữa. Mời các bạn vào đây nhá. Đây là cái chỗ hồi sáng này, là hồi sáng là đánh đây. Thì bây giờ chúng ta thấy xuất hiện cái mặt ông này là các bạn có biết là ông nào không? Đấy, Valery Gerasimov, ông này tổng tham mưu trưởng quân đội nhá. Tức là hiện nay ông đang làm tư lệnh. Coi như là còn ông Suprovikin là coi như là phó của ông này tại mặt trận Tây Nam, mặt trận coi như miền Đông với miền Nam của tức là chỗ mà xung đột quân sự đặc biệt đấy, chính trị quân sự đặc biệt. Thì ông này bây giờ là đang là tư lệnh, còn ông Suprovikin là coi như là thượng tướng không quân đấy, làm phó của ông này. Ví dụ như có những cái ông bất trị, như là thí dụ như ông Prigozhin, coi như ông suốt ngày ông cứ chửi ông này suốt, thì coi như làm sao mà lãnh đạo ấy được. Và ông là thằng phản bội, ông là cái thằng là con dốt, thì làm sao mà ông này là hợp tác nó sẽ rất khó. Đấy, chính vì thế cho nên với ông Suprovikin là ông trực tiếp cái vụ mà Prigozhin và cái vụ Bắc Út, thì cuối cùng là cái vụ đấy ok, anh chưa? Cho nên nói thế chứ cũng phải nhân tình thế thái để mà xử lý, chứ còn cứ như thế thì cuối cùng là thua. Đấy, cho nên là không được, nên cuối cùng là đồng chí này là với lại đồng chí là giỏi đấy chứ phải dở đâu các bạn nhé. Tôi nói thật với các bạn chứ tôi đã từng làm tham mưu của quân khu rồi, tôi biết rồi, tham mưu trưởng là rất giỏi, tài nhất thôi, tổng tham mưu trưởng quân đội và quân đội của Nga nữa. Thì các bạn nhiều người cứ bảo là ông này ông cái gì đấy giống như Việt Nam mình là cái gì đấy tham nhũng hoặc là quan liêu rồi cái này, tôi nghĩ là không có. Đối với Shoigu với ông này tôi vẫn tin. Ông Putin tin thì tôi cũng tin thôi, chứ tôi tin Putin mà ông Putin cũng tin ông này thì tôi phải tin ông này chứ. Bây giờ lại nghe Prigozhin hoặc là một cái ông ABC nào đó mà coi như là vì một cái gì đó mà người ta ấy như thế thì mình cũng phải xem lại, chứ không phải thấy người ta cứ nói, nhiều người nói như thế là coi thành là như thế. Không, tôi không có quan điểm đó các bạn nhá. Rồi thì Gerasimov là chính thức là coi như là chỉ huy các cái này, thì hôm qua đánh rất lớn ở đây, thì hôm buổi sáng là chúng ta đã thấy là ba cái vị trí mà coi như là tấn công, và người ta hai cái vị trí hai bên đấy, là vị trí 1 và vị trí 3
là coi như họ đã chiếm được đất bên này, còn vị trí thứ nhất thì đi vào đúng bãi mìn, coi như là xác chết đại ra. Và buổi sáng là chúng tôi thông báo với các bạn là 240 lính, rồi mười mấy xe tăng ấy, rồi xe bọc thép, rồi gì gì đó. Thì các bạn nếu mà bạn nào chưa nghe thì các bạn nên nghe lại cái đó, chứ nếu mà các bạn mà không xem cái đấy thì đến xem cái này thì nó cũng bằng thừa thôi. Cho nên là nó là đánh nhau, người ta đánh từ Lạng Sơn, nó đánh tới Bắc Giang, rồi Bắc Giang bắt đầu đánh tới Bắc Ninh, rồi thì mà mình không xem nó đánh từ chỗ Lạng Sơn thì bây giờ nói Bắc Ninh mà nó uốn, nó chạy chỗ nào mà nó tới Bắc Ninh. Đấy, cho nên thì các bạn cố gắng là nếu theo dõi chiến sự là các bạn phải theo dõi như thế, chứ còn đừng có nhảy bục nhảy vào một cái kênh cái video A video B thì nó thành ra nó khó các bạn nhá. Thế thì mai cái vị trí thì để hôm buổi sáng chúng ta nói 240, mà các bạn có nhớ không, là tôi nói là nhưng mà tôi nghĩ phải hơn 240. Đấy, nhưng mà tôi còn nói tôi sướng mồm lên, tôi nói tới gần, có khả năng gần 300. Thế mà cũng gần đúng, tức là hơn 140 thật, nhưng mà chưa tới gần 300 thôi. Sau với ai thì coi như là tổng số là của số liệu của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Liên bang Nga báo là coi như 250 lính binh sĩ của Ukraine là coi như bị tiêu diệt, có 16 xe tăng, nhiều đấy các bạn nha. Không biết là tôi nhớ tôi đếm là cũng mấy chục mấy trăm chiếc rồi, mà bây giờ mới cái trận này là 16 chiếc rồi này, lên đường rồi này. 16 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh. Xe chiến đấu bộ binh nó có nhiều loại lắm các bạn nha. Đấy, chứ không phải là nó chỉ có xe bọc thép như là Bradley hay là M113 các thứ đâu, nó cũng nhiều loại lắm. Thì nhưng mà cái trận này thì tôi để tôi xem lại nó là cái xe chiến đấu bộ binh loại xe gì. Đấy, cái là xe cho bộ binh mà coi như trên đấy có thể bắn nhau luôn, kể cả cái Bradley cũng bắn được hết đấy các bạn nha. Đấy là 3 xe chiến đấu bộ binh và 21 xe bọc thép. Rất là lớn đấy các bạn nhé. Có thể nói là coi như là gần như là đánh cái tiểu lữ đoàn cơ giới số 32 và lữ đoàn 23, và đặc biệt là coi như là cái lữ đoàn cơ giới 31 chỗ Dnipro hồi sáng ta nói đấy, là coi như nó là lực lượng dự trữ chiến lược đấy, để mà đánh những cái cú như thế này. Với đây tung ra đánh thì với đây tung ra rồi đấy, chính xác là tung ra đánh cú này. Đây là chiến quả này là chiến lược rồi chứ gì nữa, điểm quyết chiến chiến lược rồi chứ còn gì nữa. Đấy, cho nên là các bạn là thấy cái trận lúc đêm hôm qua và rạng sáng hôm nay nó rất là ghê gớm. Thì nếu mà nói họ có thành công không thì rõ ràng họ thành công rồi, họ chiếm được một vùng đất như thế, cho dù là nó cũng không phải là lớn, nhưng mà rõ ràng là bây giờ người ta tuyên bố là tôi sẽ chiếm hết toàn bộ những cái khu vực mà Nga đang kiểm soát, mà rồi giải phóng cờ rôn và đẩy đuổi tất cả coi như là lực lượng của Nga ra khỏi bờ cõi, rồi lúc đấy ký. Nhưng mà phải người khác ký chứ Putin là không có ký rồi. Cho nên bây giờ người ta lấy được cái bờ cõi nào thì phải nói là thắng lợi, chứ không thể nói họ thất bại được. Thế nhưng mà nếu mà nói về người thì chúng ta nói là họ tổn thất rất nặng nề về người, về xe tăng, về các thiết bị coi như là phương tiện chiến tranh. Đấy, thì phải nói thế chứ, bây giờ nói họ thất bại là không có đúng đâu. Nhiều bạn cũng comment thôi, tôi cũng chả nói về từng người một, cái mệt lắm. Đấy, thế là coi như là họ thắng lợi và tổn thất. Đấy, chính xác như thế. Còn Nga thì bị mất thêm một ít một cái chỗ vùng kiểm soát, mà hay nói cái khác là gọi là chỗ mà chi đấy, cái gì mà đánh vào chỗ không người đấy, tức là vườn không nhà trống, người ta đi hết rồi không vào chiếm, có ai đấy đâu không chiếm, nó cứ vào đấy mà không sơi thôi, chứ còn chẳng qua đụng độ cho vui là cái chỗ mà cái số 3 là cái phía bên này đấy các bạn, cái phía mà bảo là có cái đường mà chạy đi xuống phía nam đấy, cho nó nhanh đấy, nó dụ cho nó lừa cho nó đi xuống, nó đuổi theo đấy, nhưng mà nó chạy dài, nó thấy là ngõ bộ đi vào đây không biết thế nào, mà nghe cái ông ở bên cái đơn vị bạn bên cái vị trí số 2 là có te tua chạy được tán loạn về rồi thì cũng không biết thế nào. Ngay ông vị trí 1 buổi sáng là định qua phối thuộc đấy, mà coi như cũng không dám luôn, coi như là nấp lại đấy. Thì chúng ta qua bản đồ bên này đấy, lúc nãy thì các bạn thấy chưa, bây giờ nó nhọn hoắt thế này đấy, hồi sáng là nó bằng bằng như thế này cơ đấy, nói cho nên các bạn phải lấy để cho nó dễ hiểu hơn. Sáng nó bằng bằng chỗ này này, các bạn nhớ Novosibirsk này không, rồi cái chỗ này là bắt đầu người ta tấn công này đấy, nó bằng bằng chỗ này này. Bây giờ là coi như là cắt được vào đây rồi, cắt lõm như thế này rồi thì rõ ràng nó thành công rồi chứ gì nữa đấy. Thế là hồi sáng là cái vùng này là coi như là còn đang đứng, bây giờ nó thành xanh mất rồi. Cái ông đỏ hồi sáng đứng đây này, ông đỏ đây, cái chỗ này tôi che mất đây này. Đấy, nó đi từ chỗ Novosibirsk này đấy, xong là coi như là lúc đấy là Vremica này chứ, xong tức là chỗ đỏ là chỗ này đúng không các bạn. Đấy, chỗ này là chỗ đỏ này, là coi như lúc đấy là anh lực lượng Nga đang đứng đây.
Thế tôi bảo mình đi xuống cái đường đường này này, ở dưới này này thì không biết là dừng ở cái chỗ nào. Thì bây giờ anh dừng đây rồi, tức là cái vùng mà Neskuchina này là Nga là coi như mất cái vùng này. Đây là cái vùng bị mất các bạn nhá. Đấy, nó là như thế đấy. Đấy, còn cái vùng này mà nhọn nhọn thì những đâm nhọn nhọn vào đây là cái vùng vị trí của anh số 2 đây. Cái của anh số 2 mà anh rút chạy thì vẫn là của Nga, thì toàn mìn thôi. Cái đoạn này là mìn không các bạn nhá. Đấy, cho nên là của Nga đây đấy. Và ông vào ông lượm lốt nốt chỗ này tôi cái. Đấy, đây là cái điểm của ông số 2 là còn sáng đây. Đấy, ông bên đây số 1 nó lượm được cái này rồi. Đấy. Còn cái chỗ này là cái ông số 3 là nó lượm được chỗ này rồi. Đấy, nó màu xanh hết, còn mỗi cái chỗ này là nhọn này các bạn thấy. Đấy thì chúng ta nhìn thấy nó rõ hơn. Đấy thì hiện nay là cái khu vực này nó là như vậy các bạn nhá. Và cái xe tăng nhá, tất cả các xe tăng và xe bọc thép của nó có bao nhiêu là nó về hết. Đấy các bạn nhá. Nó về là thứ nhất là nó đổ xăng chứ. Thì qua bên cái chỗ này làm gì mà có cái trạm xăng nào mà đổ, nó về đây bắt đầu là lo công tác hậu cần, xịt bơm biết rồi, hoặc là những lần xe tăng thì coi như xem lại ốc vít các loại, rồi tức là lo về vấn đề là coi như là tu bổ và coi như với lại để bên đất của bên họ thì nó yên tâm hơn. Chứ lại ông đi qua cướp được xong ông đứng đấy cái là Nga nó tới, nó phải cái chỗ nào là cái chỗ mới mất cái là nó tới nó không kích nữa thì ăn cho hết. Thì thôi về đấy, về thì như không có đã chiếm được thì đương nhiên là về thì lại các cái lực lượng mà đơn vị phòng thủ bộ binh là vào đó qua. Bây giờ hiện nay đang qua đang ở bên này hết rồi các bạn nhé. Bắt cái này đây, chúng ta ra lại cái chỗ này đấy. Thì hồi sáng là riêng cái chỗ Vuleda cũng đang cứ là coi như đang đánh nhau giằng co ở đây rất là ghê là các bạn. Hồi sáng nghe chúng ta nghe nói rồi. Còn đây cái chỗ này là cái chỗ lúc nãy đây, đấy chỗ Vimka mà Novosin là họ ấy rồi. Thì bây giờ cái vùng này là cái tôi ra cái bản đồ này để tôi liên đới cái bản đồ này thôi. Thì cái chỗ bên này là cái chỗ bây giờ chúng ta nói này, đây chỗ này là chỗ bây giờ chúng ta nói này. Còn cái đây là vị trí số 3 của buổi sáng này các bạn nhé. Thì bây giờ đi về phía bên tay phải, về phía Vuleda thì chỗ này là đánh nhau sau mấy tiếng đồng hồ, tức là bên đấy là rạng sáng thì đây là đánh 5 giờ sáng này, đánh nhau đến 4 tiếng đồng hồ tại đây thì coi như là 9 giờ đấy. 9 giờ cộng thêm 4 đây là mấy đấy, là như lúc nãy ta nói đấy, thì là 9 giờ sáng hôm nay theo giờ địa phương là chấm dứt ở đây. Thì chúng ta chỉ sau trận này thì khoảng có 3 tiếng đồng hồ là chúng ta đã có thông tin rồi, nó báo về bộ tổng tham mưu rồi như nào đó thì đại cái là như vậy. Thì trong vòng 3 tiếng này chúng ta đã có thông tin. Thế bây giờ chúng ta vào chỗ này, đây quay lại chỗ đấy thì chúng ta ta nhìn lại cho nó ấy này. Đây là vị trí số 1 này, đây là vị trí số 2 nhọn nhọn này, đây vị trí số 3 là coi quân ta rút về đây này, và bây giờ là vị trí số 4. Đây chúng ta thấy có đây chỗ này nó gọi là Novodonetsk tức là Donetsk mới đấy các bạn. Đây thì chúng ta ở đây chúng ta thấy một con sông, đây nó có một con sông lằng ngoằng đây các bạn này, đúng là chưa màu xanh nhá, thôi tôi chưa màu vàng đi nhá các bạn nhé, khỏi được giả xấu quá. Đây các bạn thấy nước xanh xanh này thì vẽ nó không chính xác luôn nhá các bạn nhá. Có nhiều bạn lại cứ bảo là phải vẽ cho đồ cho đúng, là tôi mệt lắm, cứ thế đi tương đối thôi. Rồi thì con sông đây thì chúng ta thấy có một cái cầu bắc ngang qua đây là Novodonetsk. Đấy là một cái làng đây. Thì các bạn biết là nếu mà đấy quân Nga đứng không? Đứng gác hiên ngang coi như đi ngang qua cầu là bom liền. Đấy, đứng bên trái nha, các bạn nhớ nha, đứng bên trái nha. Novodonetsk. Thì bên này chúng ta nhìn thấy cái thằng xe tăng, thấy chưa? Đấy, tức là một cái lữ đoàn nào đây? Đấy, chắc là Nga đây. Đấy, nếu mà đi nó sẽ đi bên nó thì nó cứ đi vào đường lớn này cho nó sướng thôi chứ có gì đâu. Còn nếu mà sợ mà coi đi đường lớn mà mấy anh UAV hoặc là coi như là đánh hơi được là bom thì có thể nó đi cái đường này. Đấy, nó đi đường này vào các bạn này, đúng không? Đấy. Là đi vào đường này là qua đây là mấy anh này anh biết được cái là anh bộ đàm anh alo mà phát là coi như là tới là tiêu diệt ngay tại cái cầu này, ngay tại cầu này, đúng không các bạn? Cảnh giữ gớm gớm không? Nhưng mà khổ cái nó lại không đi cái đường này. Đấy, ông đi đường này thì ông thật thà quá. Ông đi đường này nếu mà ông đưa coi như là vỏ rõ luôn à. Các bạn biết bao nhiêu không? Hơi bị đông đấy. 30 xe tăng của NATO các bạn nhé. Cái đằng kia là coi như đi hôm sáng là đi 40 chiếc thì coi như bị mất 16 chiếc rồi. Ở đây thì đi tới 30 chiếc xe tăng của NATO, xe bọc thép Bradley và rất nhiều là coi như các phương tiện chiến tranh khác. Thì nó đi đường này, khổ ghê thế này, nó đi qua đường này các bạn này. Đây này, nó đi bật xuống đây luôn, coi như bị thua luôn. Thì nó quăng cầu phao hay nó quăng gì đấy. Rồi nó bắn một số các cái lực lượng mà coi như giống như biên phòng, các tức là nói chung là cái tổ chức của cũng ít lắm, cũng không bao nhiêu người của ấy đây. Thì nó quăng qua đây, nó
nó trinh thám, nhưng rồi trinh sát qua nó bòm trước cái là bắt đầu quăng làm khẩu phao qua đây. Thì còn quân ta thì cứ nhìn sang hướng này đấy, cứ đang nhìn sang hướng này thì bắt đầu nó đi phía đằng sau này đấy, nó đi vào đằng sau này coi như là đánh mình té tôi ở đây luôn. Đấy, anh đứng, anh nó đánh đi từ sau lưng nó tới nó đánh, coi như hiện nay đánh nhau ở đây từ 5 giờ cho đến 4 giờ, đến bây giờ chưa biết thiệt hại là bao nhiêu, mà chắc chắn là quân Nga sẽ bị thiệt hại ở đây lớn. Thứ nhất ấy là đánh bằng toàn bằng xe tăng và xe bọc thép thôi, trong khi là cái lực lượng mà ta mà chỗ này mỏng mỏng như thế này thì mỏng như thế thì tôi nghĩ là các nơi khác nó cũng mỏng thế thôi. Đấy này, cứ có vài đồng chí này cứ đứng kiểu như là thế này thì có phải như thế không thì tôi không biết, nhưng mà nó qua đơn giản mà nó qua, nó chỉ có 1-2 đồng chí là nó bòm ngay là xong ngay là bắt đầu nó đi ầm ầm qua 30 cái xe tăng, nó có qua hàng chục cái xe bọc thép đi qua mà không biết gì hết. Đấy, thế có khổ không? Thì bây giờ cái trận chiến ở đây hiện nay ấy, là coi như đang đánh rất dữ dội thì chưa có kết quả. Đấy, đánh cho là coi như đây hôm nay anh đứng ở chỗ trên này Novosibirsk, Novodonetsk, thế bây giờ anh chạy xuống đây rồi. Đấy, bây giờ chạy xuống đây mà không dám đi theo, là quân Nga mà chạy là không dám chạy theo cái đường to này nhá, mà nó khi xe tăng nó đến đây rồi ấy, nó tiêu diệt các cái đơn vị ở đây và hoặc một bộ phận của đội Nga tại đây thì bắt đầu là quân Nga rút lui về theo cái đường, tức là nó không phải là đường chính thống nữa, đi theo đường ruộng đấy là chạy đấy các bạn, chính thức là chạy, chắc chắn thiệt hại. Cái số liệu này thì có lẽ là tối nay là sẽ có đấy, tối nay của giờ của mình, tức là bên đấy là đánh xong lúc 9 giờ sáng thì chợ cỡ 12 giờ sáng hoặc là chiều theo giờ địa phương, tức là tầm này hoặc là nó đã có số liệu rồi ấy, thì có, nếu mà tôi biết được thì chắc cũng phải đến tối thì có khả năng sẽ có một bản tin buổi tối nữa, thì các bạn cố gắng các bạn theo dõi để biết là Nga bị thiệt hại ở đây là bao nhiêu các bạn nhé. Đấy, thế nếu hai tăng với nhau còn đấu tăng được chứ, một bên tăng bên bộ binh thì thua hoặc là một bên bộ binh mình đằng trước là bãi mìn cũng thua, xe đang trước bãi mìn cũng thua, mà đánh kiểu này đánh sau lưng này là chịu rồi, đồng chí là coi như đứng gác cái nhìn vào cái cầu này mà nó thì nó chỗ khác nó đến đấy, cho nên có những cái yếu tố nó bất ngờ, cầu không thèm đi luôn thế chứ có phải. Rồi chúng ta qua đây, nếu bạn nào mà nhanh thì nhanh trí thì các bạn nhìn các bạn biết ngay, nếu mà theo cái bản đồ tôi là các bạn biết ngay nó là cái gì, các bạn biết chưa? Đấy, đây là khu vực Marinka. Đấy, Marinka là nó chiếm được rất nhiều, mà tôi nói đây là còn 30% nữa này, còn đây còn có 30% mà coi như là không, 30% nó nằm trong này, hôm trước là tôi còn vẽ lõm ở đây này, các bạn nhớ là đấy, thì bây giờ là được cái chỗ này thì là coi như là thực tế nó không còn có 30% đâu, thì nó còn khoảng 80 hay bao nhiêu đấy, nhưng mà ngày hôm nay là coi như anh Ác Mác đây, để anh Ác Mác này, rồi một cái anh sư đoàn lữ đoàn 5 và một anh sư đoàn tăng nữa, thì hôm qua chúng ta đã nói rồi, đánh đây rất hàng các bạn nha. Đây tôi quay lại, hôm nay tôi bấm nó hơi quá đấy, lúc nãy là chúng ta thấy là có tới đây thôi đấy, tôi vẽ tới đây thì còn cái chỗ này là ta nói là coi như là còn khoảng 20% thôi, thì hôm nay là coi như là anh sư đoàn tăng, đây là một cái lữ đoàn của số 5 và Ác Mác đã chiến thêm trực đại nữa các bạn. Thì bây giờ đẩy lùi cái lực lượng Ukraine đây thì hiện nay là coi như còn có 10% thôi, tức là đã chiếm được 90% Marinka rồi. Thì hôm trước là tôi thì nói thật với tôi người ta nói là coi như là cái này phải chiếm đến 30 tháng 6, mà tôi nói với các bạn rồi, tôi nói chỉ tuần sau, tức là tuần này đây này, mà mới coi như ngày đầu tuần mà coi như đã sơi thế này rồi thì coi như còn 10% này thì làm chi mà làm gì mà phải lết cho đến cuối tuần, ai còn nói tới 30 tháng 6 cơ. Nhưng mà các nhận định của các ấy thì nhiều khi người ta cũng đánh lừa nhau, cũng có cũng các nhận định của các sĩ quan ấy cũng khi đánh lừa bạn túc tác bà, thì chắc là đây là lực lượng nó cũng không nhiều, nó rỉa giống như là bắt bút đây, nó cứ ăn đánh từng cái phố, từng cái nhà một, tòa nhà một đây, có thể như thế. Nhưng mà tôi thì không biết thế nào, mà tôi là có cái nhãn quan khác, tôi cảm thấy là coi như chỉ trong tuần này là xong, mà tôi cũng gọi như là cũng du di cho tôi nói cho đến cuối tuần đấy. Nhưng mà nói thế thì cho đến giờ phút này chưa chắc tôi đã đúng đâu, bởi vì là đến cuối tuần nó chưa xong sao đấy, cho nên là nhưng mà tôi nghĩ là xong. Còn chừng này bên này là coi như nó đã qua, nó đã còn Ác Mác ở phía dưới đấy các bạn, Ác Mác hồi sáng ta chỉ ở phía dưới, là coi như ngày hôm qua cũng có một cái video tôi nói về Ác Mác ở phía dưới này, tức là một số thì ở Marinka, còn một số ở dưới chỗ Vulida trên một tí, cái chỗ mà hôm nay tăng nó đánh đấy, đấy mà nó ở phía bên đất của bên kia, tức là chiến tuyến của bên Ukraine kiểm soát đấy. Đấy, ông lẻn lên phía trước để ông nắm bắt một cái đường ở phía trên, phía ngoài cái này, cái màn hình này nó không hết, thì coi như chúng ta là sẽ thấy lên trên đó, thì anh bọc về đây, anh bọc về đây, ông này thì đã tăng đây,
ông này cái lữ đoàn số 5 là đánh vào, ông Ahmad đánh tới thì ông này chạy đi đâu? Ông chạy ra ruộng rồi, đây là cái chắc rồi. Làm gì mà đánh làm gì mà từ bây giờ đến thứ bảy chủ nhật mới xong được cái vụ này. Cho nên là tôi nghĩ là kiểu này chắc ổn thôi các bạn nha. Đấy, cái chỗ này là cái chỗ này các bạn biết đó là cái gì rồi, đúng không? Bạn nào còn rành cứ nghe với là hoài, mà tôi ăn rồi tôi cứ nói hoài về cái địa danh là nhớ rồi. Đây đó là Sivet đấy các bạn này. Đấy. Còn bên này là cái chỗ mà cái đường mà bảo hồi xưa mà đánh xuống bè khiếp ca đấy. Đấy, khiếp ca đây này, đây bài khiếp ca này. Tức là sườn phía bắc của Bát Búp. Đấy, các bạn mà theo dõi các bạn nhớ chưa? Mà hồi đấy là tôi cứ sợ là nó đánh cái này, đây này, này đây là sườn phía phía bắc này. Đấy, nó đánh vào, nếu mà đánh vào được bè khiếp ca này này. Rồi nó đánh vào cái chỗ về trung tâm đường này, cái là đây xuống Bát Búp là 30 giây này. Đấy, các bạn nhớ chưa nè. Đấy. Nhưng mà nó đánh không bao giờ tới được. Đấy, không bao giờ tới được bè khiếp ca được. Mà sườn phía nam là chỗ Klitschivka nữa. Còn đây là bè khiếp ca. Đấy, các bạn nhớ là đây giáp China này. Không bao giờ đánh tới luôn. Thế nhưng mà còn thậm chí là coi như là hôm trước là như hôm qua tôi cũng nhắc lại rồi là có 1.000 quân coi như là xuống dưới chỗ Soleda này. Đây là đây Soleda này các bạn này. Nên nhoáng nháy vào đây để xuống này. Để mà coi như cùng là coi như lấy lại Soleda và tấn xuống dưới này. Phía Bắc đánh xuống, sườn phía Nam đánh lên coi như là đống cái ông Wagner coi như quăng ra ruộng luôn. Nhưng cuối cùng là ông cứng quá, ông cứ nấp trong đấy là coi như là Bắc không đánh được, Nam không tiến được. Còn mấy ông mà đánh từ Sivet xuống đánh để xuống Soleda là đánh bật ra là chết cả coi như là 1.000 em với lại mấy chục cái xe bọc thép rồi các bạn nhớ nhớ cái vụ đấy chưa? Đó. Thế hôm nay lại tiếp tục. Đấy, Soleda thèm quá, nó có cái mỏ muối đấy mà là nó có cái kho muối về nó dưới và ba cái mỏ mà 300 mét ở dưới như cái lâu đài đấy các bạn. Muối thì thực tế nó cũng là một dạng kim loại thôi, thực nó còn lung linh luôn, nhìn như một cái lâu đài, như một cái gọi là cái kỳ quan đấy. Thế hôm nay lại đánh vào. Đấy, lại tiếp tục đánh vào, nhưng mà Nga đã đánh bật ra rồi các bạn nha, cho lại vị trí ban đầu rồi. Cái vị trí này là chúng ta biết là Kurian rồi. Đấy, sáng chúng ta nói sơ, nhưng mà cái nào nó diễn biến là chúng ta nói. Và sáng tôi nói là bây giờ là Ukraine nó chiếm được cái mỏ phía dưới này này. Rồi đấy các bạn, ở đấy đúng không? Nhưng hôm nay á là coi như là từ sáng giờ là đánh được cái mỏ này rồi các bạn này. Các bạn thấy nhá, đấy cái mỏ này này. Còn đây là Dvorchina mà tôi hay nói, Dvorchina đấy là tôi hay nói chỗ đấy, là nó chỗ này đây. Đấy, thì coi như là cái cả cái vạt này là các bạn biết là coi như nó là cái chỗ mà tôi kể sáng như thế này đấy, là cái chỗ mà Ukraine mà nó cứ thọt qua biên giới bên Urat, cái là nó về đây nó lại tổ chức lại lực lượng mà tôi nói là ông Prigozhin ông sẽ lượm chỗ này đây, các bạn nhớ chưa? Đấy, xong rồi đánh xuống Kuria thì cũng đánh qua các cốt đấy, các bạn nhớ chưa? Đấy. Thì cái chỗ này thì hiện nay là cũng đã đang phát triển được rất tốt. Và đây là nó đang có cái chấm chấm đây ra các bạn này. Đấy là nó đang hướng ra hướng này. Đấy, đang hướng ra hướng này. Đấy, thì bây giờ mai mốt chờ cái ông Prigozhin ông tới hay là ông không tới thì để được rồi để mà phối hợp. Hoặc là bên các lực lượng Nga nó sẽ đánh qua. Đấy, đánh qua, nhưng mà tôi nghĩ lực lượng Nga nó không đánh qua đâu. Bởi vì là cái lực lượng đấy là phòng thủ. Mà nếu mà các bạn biết đấy, nếu mà trong quân đội là các bạn biết là cái dân quân mà Yupik thì nói chung là phòng thủ thì nó là nó đánh là nó cũng bảo qua biên giới và ta được qua đấy ta lạc đường đấy, ví dụ thế, cho nên là nó phòng thủ thôi, nó chỉ có phòng thủ thôi, chuyên môn về phòng thủ thôi, ông nào qua bên này ví dụ thế, chứ còn qua đánh nọ kia các chiến ABC thì nó khác, cho nên mỗi cái đội quân nó một khác, cái lính là lính dù nó khác với lính bộ binh rồi đúng không, bộ binh thì khác với pháo binh rồi, máu pháo binh thì phải khác với tăng thiết giáp rồi, chứ không thể giống nhau được. Cho nên mỗi một anh là nó có một cái chuyên về cái của anh ấy, thì là anh đánh theo cái sở trường của anh thôi. Cho nên là tôi nghĩ là cái này là phải chờ anh Prigozhin thì anh qua rồi để mà anh lo cái các cốt cái giùm tôi cái. Chứ còn bây giờ mà cái các cái lực lượng đâu phải bây giờ mà chính quy mà nó nằm ở cái chỗ biên giới này các bạn, bây giờ chính quy là nó bây giờ nó chỗ đô nhét rồi, nó phải chỗ là Vunida rồi, nó phải ở dưới Zaporizhia rồi Kherson và Crimea, chứ bây giờ mà quân chính quy mà lôi cô kéo hết về để mà phòng thủ cái biên giới đấy thì còn đánh đấm gì nữa. Đấy, các bạn thông cảm cho chỗ đấy, cho nên là đây là các này quân chính quy này, đấy là đánh bên này bây giờ là qua chiếm đất, qua kiểm soát thêm. Nó là như thế thôi, chứ còn không cho nên chờ Prigozhin. Thì bản tin này cũng đến đây là có thể là chấm dứt được rồi. Thì tôi cũng hy vọng rằng một số cái thông tin mới này để cho các bạn thấy rằng là cái đà tiến phản công của bên Ukraine nó là ghê gớm đấy. Còn tới nữa nếu mà tôi có thông tin về cái chỗ mà cái địa điểm thứ tư ở dưới kia, nếu mà nó quân Nga thiệt hại bao nhiêu hay là đã đánh được bao nhiêu rồi thì ta chưa biết. Nhưng mà cũng có một cái tin này là các bạn này,
chỗ này lúc nãy vô cớ mà tôi nói là coi như là đánh ngày hôm nay nó đánh qua đây thì ngày mai đánh bật qua trở lại vị trí cũ rồi đấy. Đấy các bạn nhớ không? Thì hiện nay là ông Gerasimov là đang tập trung là đánh luôn, là lấy lại cái vùng đất mà tối qua rạng sáng hôm nay là họ chiếm được đấy các bạn nhá. Đấy cho nên có khả năng bây giờ đến tối nay mình ngủ dậy sáng mai thì nó lại bay về bên kia lại rồi. Đấy cho nên các bạn là cứ theo dõi hộ cho nó về, cho nó kịp thời cho nhá. Thì người lại cứ bảo là ơi nó đã đi qua đâu rồi lại chết. Đấy, nó thôi tinh thần thế thôi các bạn. Thì có gì là các bạn thông cảm nhá. Rồi còn tối nay tôi chắc chắn tôi sẽ làm một cái video mà cái đề tài mà tôi đang định nói với các bạn ở chỗ bản tích đấy. Cái chỗ đấy cũng tương đối hay. Thôi chúc các bạn vui vẻ nhá. Rồi chào bye bye.